hoảng. Nhiều phụ huynh, học sinh đồ sô ầm ầm đi mua các thiết bị gian lận trong thi cử. Thị trường tai nghe mini náo nhiệt nhất lúc này. Sắp tới đây, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 là ngày diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Tại hội nghị triển khai với 63 tỉnh thành của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào sáng nay ngày 15 tháng 6, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm ứng dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, Công an đã rà soát nhiều nhóm liên quan đến việc mua bán các thiết bị ghi âm, ghi hình có thể sử dụng để gian lận trong các kỳ thi. Được biết, càng về gần những ngày này, việc mua bán các thiết bị ghi âm, ghi hình lại càng rầm rộ và sôi nổi hơn. Đắt hàng nhất trong thị trường tai nghe lúc này không phải là AirPods Pro mà lại là tai nghe hạt đậu cực kỳ tinh vi. Loại này dễ dàng nhét vào lỗ tai một cách bí mật, khó phát hiện để có thể nghe lén tín hiệu truyền từ bên ngoài vào. Qua đó, bộ phận nghiệp vụ phát hiện nhiều phụ huynh, học sinh đã mua các thiết bị này. Nhóm này thường tự mua lẻ các thiết bị trên thị trường như tai nghe, bộ thu phát sóng riêng. Điều đáng nói là không chỉ học sinh mà ngay cả các phụ huynh cũng bon chen đặt hàng các thiết bị này với mong muốn kiếm được cho con em tấm vé danh giá bước chân vào giảng đường đại học. Tuy nhiên, liệu rằng những biện pháp gian lận như thế thực sự là giúp hay là đang hại chính cuộc đời các em? Vô tình, cha mẹ đang dạy cho con cách làm sai trái, lươn lẹo, đạt được mục tiêu không phải bằng thực lực của chính mình, đồng thời tước đi sự công bằng đối với các bạn khác. Theo thống kê, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 trên cả nước có tổng cộng gần 1 triệu thí sinh dự thi. Mong rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những biện pháp thật nghiêm khắc để phòng tránh tình trạng gian lận xảy ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Cán TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày.